Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California, 4 giờ 30 giờ California, tức là 6 giờ 30 giờ Hiêu Tinh, Texas. Hôm nay là ngày thứ 6, ngày 24 tây tháng 7 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn có hai chủ đề mỗi một ngày. Và trước khi đi vào các cái đề tài, thì vẫn là phần bảo trợ của những người bạn. Đầu tiên là phần bảo trợ của luật sư Dina Nguyễn. Số điện thoại là 714-657-2425. Luật sư chuyên về luật di trú, luật gia đình và luật thương mại. Nếu quý vị ở trên 50 tiểu bang, có thể tham khảo luật di trú. Nếu quý vị ở California, có thể tham khảo thêm luật gia đình và luật thương mại. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 714-657-2425 và nhớ là thét cho luật sư trước khi quý vị gọi cho luật sư. Phần bảo trợ thứ hai là phần bảo trợ của Wing Financial, công ty tài chánh và thuế vụ. Mùa thuế năm nay, nếu quý vị muốn đòi hỏi quyền lợi tối đa với sở thuế, xin giới thiệu quý vị công ty Wing Financial. 714-888-5666, 714-888-5666. Ngoài ra, Wing Financial còn giúp cho quý vị vay tiền mua nhà, mua building, xây dựng tín dụng hay sửa chữa tín dụng cho quý vị. Mọi chi tiết, quý vị liên lạc 714-888-5666. Phần bảo trợ kế tiếp là của nhà hàng Song Long, tọa lạc ngay trên đại lộ Bonsa, nằm giữa trái tim của Lý Đô Sài Gòn và đã có mặt gần 30 năm, nơi gặp gỡ của rất nhiều văn nghệ sĩ tại quận Cam. Tuy có lệnh phong tỏa, nhưng thống đốc Tư An vẫn cho phép outdoor. Nhà hàng Song Long vẫn mở cửa outdoor. Và mọi chi tiết quý vị có thể vào trang Yelp đánh chữ Song Long Restaurant. Quý vị sẽ có đầy đủ hình ảnh, địa chỉ và số điện thoại của nhà hàng Song Long. 714-775-3724, 714-775-3724. Và cuối cùng là phần bảo trợ của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng, tức Centra Võ DDS, chuyên về nha khoa cho cả người lớn lẫn trẻ em. Nếu quý vị muốn cho bản thân của mình và người trong gia đình có được hàm răng trắng, đẹp, khỏe, cứng cáp, mọc đều, quý vị có thể giao phó trách nhiệm này cho nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng. Văn phòng của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng tọa lạc ngay trên đường mặt Faden, gần góc đường Beach. Nếu quý vị đi từ hướng Magnolia tới, trước khi tới góc đường Beach, bên tay phải là siêu thị Thuận Phát, bên tay trái là K&P Dental của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng. Cũng vào trang giao đánh chữ Centra Võ DDS, quý vị sẽ có đầy đủ hình ảnh, số điện thoại và địa chỉ của văn phòng 714-890-9090, 714-890-9090. Và đó là phần bảo trợ của tất cả những người bạn. Và bây giờ có lẽ chúng ta sẽ bước vào trong cái đề tài mỗi một ngày. Và trong đề tài ngày hôm nay thì nó hơi rắc rối một chút xíu, bởi vì nó sẽ đi về cái vấn đề mà ý thức hệ nhiều hơn. Bởi đề tài ngày hôm nay, trong cái đề tài đầu tiên là Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã lên tiếng chính thức kêu gọi người dân Trung Quốc lật đổ chế độ Cộng sản. Ok các bạn, bài nói chuyện của Ngoại trưởng Mike Pompeo vào ngày hôm qua ở cái Thư viện Richard Nixon tại York Balinda, ngay khu nhà gần nhà tôi, tức là trong quận Cam của chúng tôi. Trong bài nói chuyện này của ông khá dài, và ông đã nói rất nhiều tới mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Quý vị có thể vào trong cái trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Quý vị nhìn thấy chữ US Department of State, tức là Bộ Ngoại giao. Ở trong đây thì có cái bài nói chuyện của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, Communist China and Free World Future. Người phát biểu là Ngoại trưởng Mike Pompeo ở ngay dọc Balinda, California. Thì trên đây thì quý vị sẽ thấy được toàn bộ cái bản tiếng Anh của cái bài nói chuyện của Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ở đây tôi chỉ tóm tắt một vài điểm trước khi mà chúng ta bước vào dịch một vài điểm trước khi mà chúng ta bước vào cái cuộc nói chuyện và phân tích ngày hôm nay. Trong cái thư viện quốc gia Nixon, tức là thư viện của cố tổng thống Richard Nixon, thì Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đưa ra một loại tuyên bố được xem là mạnh mẽ từ trước tới nay trong mối quan hệ của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nếu thế giới tự do không thay đổi Cộng sản Trung Quốc, thì Cộng sản Trung Quốc sẽ thay đổi chúng ta. Và những lý luận cũ về ngoại giao mù quáng với Trung Quốc đã thất bại. Hoa Kỳ và các đồng minh cần phải thiết lập một hướng đi mới nếu chúng ta muốn sống còn trong một thế kỷ 21 đầy với một nền tự do hoàn toàn. Và sự thật, chính sách của chúng tôi và những nước tự do khác đã cứu vớt nền kinh tế đang đổ vỡ của Trung Quốc.
và để ngày hôm nay chúng ta chứng kiến lại cảnh Bắc Kinh đã cắn lại bàn tay quốc tế mà đã giúp cho họ được sinh tồn. Thậm chí vào lúc này họ vẫn khăng khăng bảo chúng ta là duy trì mô hình đối thoại, chỉ để đối thoại. Chúng ta sẽ tiếp tục đối thoại nhưng bản chất câu chuyện đã biến khác đi. Nay chúng ta biết rằng các công ty của chúng ta đầu tư ở Trung Quốc, họ có thể một cách hữu ý vô ý ủng hộ cho tất cả những hành động đàn áp nhân quyền đầy ghê tởm của Trung Quốc. Đó là lời phát biểu của ông Mike Pompeo. Và ông nói rằng Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã mở rộng vòng tay đón chào công dân Trung Quốc, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc lại lợi dụng tất cả những xã hội tự do cởi mở để chiếm đoạt lợi ích. Và ngược lại, trong xã hội của họ lại ích kỷ và ngăn cản cái quyền tự do kinh doanh. Chúng ta đã để cho chế độ Cộng sản được hưởng được nhiều cái đặc ân và đặc biệt. Và cuối cùng, chúng ta nhận thấy cái gì? Đảng Cộng sản đã ép buộc các quốc gia Tây Phương phải im lặng về những cái giá trị cốt lõi của các quốc gia Tây Phương là nhân quyền. Và họ muốn tiến vào hoạt động ở những quốc gia này. Và những quốc gia tự do phải thúc đẩy sự thay đổi của Đảng Cộng sản trong một cái cách thức quyết đoán và sáng tạo hơn. Và bởi vì nếu như Trung Quốc không có cái sự thay đổi này, thì nó sẽ đe dọa tới người dân và tất cả sự thịnh vượng của chúng ta. Ok các bạn, đó là tôi tóm lược cái bài nói chuyện khá dài của ông Mike Pompeo và những cái điểm chính ông đưa ra trong cái bài nói chuyện của ông tại cái thư viện và viện bảo tàng Richard Nixon. Tại sao lại là Richard Nixon? Và tại sao lại là quận Cam? Để cho khán giả hiểu rõ hơn trước khi mà chúng ta đi vào trong cái cuộc phân tích và nói chuyện này. Thứ nhất, bản thân của Ngoại trưởng Mike Pompeo và kể cả là cố Tổng thống Richard Nixon là những người xuất phát từ quận Cam, ngay chỗ chúng tôi ở. Ngoại trưởng Mike Pompeo đã từng theo học trường Fountain Valley High School, tức là cách nhà tôi khoảng chừng 7 phút lái xe thôi. Đó là cái trường trung học rất nổi tiếng của quận Cam, và nó nằm trong số 20 trường học trung học gọi là đứng đầu trên nước Mỹ. Thì trường Fountain Valley High School rất nổi tiếng, rất nhiều con em Việt Nam học ở đây. Quận Cam là nơi xuất thân của hai vị này. Thứ nhất là cố Tổng thống Richard Nixon, và thứ hai là Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. Do đó cuộc nói chuyện tại sao xảy ra tại quận Cam, California. Và thứ hai, điều quan trọng hơn, chính cố Tổng thống Richard Nixon đã nghe lời của Henry Kissinger để có cái chuyến gặp gỡ với lại Mao Trạch Đông ở thập niên 70 và mở màn cho cái việc mà bắt tay và nối kết lại bang giao với Trung Quốc. Mặc dù trong cái giai đoạn của ông thì chưa xảy ra cái chính thức bang giao, mãi tới thời của ông Tổng thống Jimmy Carter năm 1979 thì Hoa Kỳ với Trung Quốc mới chính thức bang giao. Tuy nhiên để mở con đường gặp gỡ này thì chính Tổng thống Nixon đã gặp gỡ Mao Trạch Đông. Quý vị đã biết câu chuyện này từ cái đầu thập niên 70. Thì đó là lý do tại sao mà câu chuyện này nó lại có một cái duyên định mệnh. Hơn 40 năm sau, hơn 40 năm trước, chính Tổng thống Richard Nixon là người đã mở con đường sống còn cho Trung Quốc. Và hơn 40 năm sau, có thể Ngoại trưởng Mike Pompeo và chính quyền của Tổng thống Trump là những người đóng lại cánh cửa với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó tôi mới nói với quý vị và các bạn, cái điều mà cái định mệnh nó nằm ngay chỗ này. Okay. Ông Richard Nixon ngày xưa là cái người đã lắng nghe cái lời khuyến dụ của Henry Kissinger. Để rồi Henry Kissinger đã móc nối cho và đi đêm với Trung Quốc để móc nối cho ông Nixon gặp gỡ lãnh tụ Cộng sản thời bấy giờ là Mao Trạch Đông. Bây giờ 40 mấy năm sau, 40 mấy năm sau, gần nửa thế kỷ sau, thì Hoa Kỳ lại thay đổi chính sách với Trung Quốc. Và cuối cùng thì quý vị thấy từng cánh cửa đang đóng lại với Trung Quốc. Đó là cái mà tôi gọi là cái định mệnh. Rồi, cái đó là mình đã xong, coi như mình lướt qua cái câu chuyện này đi. Bây giờ bước vào trong lời nói của Ngoại trưởng Mike Pompeo, khi mà ông nói rằng nếu chúng ta không thay đổi Đảng Cộng sản Trung Quốc thì chính Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thay đổi chúng ta. Bởi vì ông nói như vậy, tức là ông đang nhấn mạnh cái tầm nguy hiểm của một cái chế độ độc tài toàn trị chuyên chế. Nó đang tìm cách mà gọi là phát triển rộng ra một số quốc gia khác với những kẻ tham quyền cố vị sẵn sàng
đi đêm với Trung Quốc và chọn cái thể chế độc tài toàn trị để nắm giữ quyền lực lâu hơn ở nhiều quốc gia. Thì quý vị đã biết là Trung Quốc đang tìm cách bảo vệ cái quyền lực của Đảng Cộng sản bằng cách phát triển cái mô hình độc tài toàn trị này ra qua một số quốc gia khác. Do đó, ông Mike Pompeo ông nói như vậy không phải là không có lý. Nếu chúng ta không bình tĩnh và không nhìn rõ cục diện, đừng tham cái lợi trước mắt, thì chúng ta sẽ tránh được cái họa này. Còn nếu như mà chúng ta tiếp tục lao vào cái quyền lợi trước mắt và chia rẽ với nhau trong các xã hội dân chủ, thì chắc chắn rằng cuộc chiến này Trung Quốc sẽ chiến thắng. Đó là lời của ông, một trong những cái ý nghĩa mà trong cái câu chuyện mà ông Mike Pompeo đã nói trong cái buổi nói chuyện ngày hôm qua. Tuy nhiên, để mà đi ngược lại, để cho khán thính giả của channel Trần Nhật Phong hiểu rõ hơn là tại sao ông Mike Pompeo nói như vậy, và tại sao bây giờ trong cương vị của một ngoại trưởng Hoa Kỳ, người đứng đầu cái ngành ngoại giao của Hoa Kỳ, tiếng nói của chính phủ Hoa Kỳ với thế giới, mà ông lại kêu gọi thay đổi và kêu gọi người dân Trung Quốc đứng lên thay đổi chế độ cộng sản. Trong cái lời phát biểu của ông thì ông đã kêu gọi người dân Trung Quốc là phải đứng lên thay đổi chế độ cộng sản. Và ông cũng từng nói một cái câu trong cái bài diễn văn này, tôi không lặp lại nhưng mà nhiều khán giả cũng đã biết. Câu nói y chang của Tổng thống Thiệu đã nói: đừng nghe những gì Cộng sản Trung Quốc nói, nhìn những gì họ làm. Y chang Tổng thống Thiệu đã từng nói trước đây. Ok các bạn, để phân tích cái lời nói và cho thấy cái chính sách của Hoa Kỳ qua cái ngôn ngữ của người đại diện tiếng nói của đất nước Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Mike Pompeo, thì chúng ta phải đi ngược lại một chút xíu. Hơn 40 năm trước, tức là gần nửa thế kỷ trước, từ năm 1972, Henry Kissinger, trong cái xu thế lúc đó, Henry Kissinger trong cái xu thế vừa xong một cái phong trào dân quyền ở nước Mỹ, tức là vừa giải quyết xong cái phong trào dân quyền ở nước Mỹ, Mike Pompeo đã bị lạc đường hướng và nghĩ rằng cái việc thỏa hiệp nói chuyện với những quốc gia thuộc khối cộng sản sẽ một phần nào giảm đi gánh nặng cho khối tự do khi đối đầu với khối cộng sản trong thời chiến tranh lạnh. Và chính những kẻ cánh tả đấu tranh dân quyền trong cái thập niên 60 đã khiến cho Henry Kissinger nghĩ rằng là trong khối cộng sản gồm 3 thế lực lớn. Thế lực thứ nhất là thế lực của Liên bang Nam Tư, của Nga, của Liên bang Nga Xô. Thứ hai là của Liên bang Nam Tư và thứ ba là của Trung Quốc. Thì cuối cùng ông Henry Kissinger đã chọn Trung Quốc bởi vì ông ta nghĩ rằng là cái sự quan hệ của Liên bang Nam Tư và Liên bang Xô Viết lúc bấy giờ rất chặt chẽ, khó tách họ ra được. Thì cái điều có thể tách được khối cộng sản ra là lôi kéo cộng sản Trung Quốc về khối Tây phương. Và ông ta đã nói chuyện và khuyến dụ ông Richard Nixon gặp đi gặp Mao Trạch Đông. Và cuối cùng thì ông Nixon đã bay tới Trung Quốc và gặp Mao Trạch Đông. Nhưng mà cái cuộc đó chỉ là cái cuộc gặp gỡ đầu tiên, mở màn cho một cái cuộc gọi là nối kết lại bang giao và cái mối duyên của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Rồi sau khi ông Richard Nixon từ chức, rồi ông Jimmy Carter là phía đảng Dân Chủ đã đắc cử. Sau khi đắc cử xong thì ông Jimmy Carter đã tiếp tục cái chính sách cũ của ông Henry Kissinger. Và phía đảng Dân Chủ thì quý vị biết họ luôn dùng chính sách mềm dẻo để mà thực hiện cái công tác đối ngoại, so với đảng Cộng Hòa luôn có những chính sách cứng rắn. Do đó dưới cái triều đại của Jimmy Carter thì Henry Kissinger như một con thoi đi lại với Trung Quốc rất nhiều lần. Và kết quả năm 1979 thì Hoa Kỳ chính thức thiết lập bang giao với Trung Quốc, gạt Đài Loan ra khỏi cái danh sách gọi là những quốc gia đã từng có bang giao với Hoa Kỳ, đồng thời rút tên Đài Loan ra khỏi cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và ra khỏi Liên Hợp Quốc và chính thức bang giao với lại Trung Quốc. Rồi đến năm 1982, dưới thời của cố Tổng thống Ronald Reagan, thì Hoa Kỳ lại tiếp tục cái chính sách và họ nghĩ rằng là lôi kéo Trung Quốc ra khỏi cái thế giới cộng sản. Do đó, ông Ronald Reagan đã ký một cái thỏa ước với Trung Quốc là thừa nhận cái chính sách một nước Trung Quốc. Đó là những diễn biến của 40 năm trước. Và lúc đó toàn bộ những chiến lược gia của Hoa Kỳ và kể cả cái thành phần cánh tả dân chủ đều nghĩ rằng sử dụng cái kinh tế
để thay đổi Cộng sản Trung Quốc. Thay đổi Cộng sản Trung Quốc và lôi họ ra khỏi thế giới Cộng sản. Nhưng mà tất cả đều nghĩ rằng như vậy và họ cố gắng thực hiện chiến dịch này. Và cho đến năm 1989, khi mà Trung Quốc mở cuộc đàn áp với lại các sinh viên ở Thiên An Môn, thì vì cái nhu cầu lôi Cộng sản Trung Quốc ra khỏi cái thế giới Cộng sản, thì các quốc gia Tây Phương vẫn tiếp tục cố gắng, kể trong đó có Hoa Kỳ, vẫn cố gắng tìm cách gọi là mắt nhắm mắt mở cho Bắc Kinh, để mà lôi Bắc Kinh ra khỏi cái thế giới Cộng sản. Nhưng bất ngờ, đến năm đầu năm 90, bắt đầu từ năm 89, sau cái cuộc đó, thì bên Đông Âu đã có hàng loạt những cái cuộc biểu tình của giới công nhân, đặc biệt là ở Ba Lan. Rồi đến năm 1991, thì toàn bộ khối Cộng sản Đông Âu lại sụp đổ. Thay vì Cộng sản Trung Quốc sụp đổ, thì Cộng sản Đông Âu lại sụp đổ trước. Sự sụp đổ này đã làm cho các quốc gia ở khối Tây Phương hy vọng. Họ hy vọng rằng sự sụp đổ của khối Cộng sản này sẽ giải quyết luôn cái chủ nghĩa Cộng sản văng ra khỏi toàn cầu. Và họ vẫn đi cái chiến lược cũ với Trung Quốc là tiếp tục để mà cho Trung Quốc thay đổi. Cho tới thời của Bill Clinton, thì Bill Clinton lại có một cái mối quan hệ rất mật thiết với nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt dưới thời của Giang Trạch Dân. Quý vị còn nhớ, năm 1993, Giang Trạch Dân trở thành lãnh tụ đầu tiên của nhà nước Cộng sản Trung Quốc đến thăm Hoa Kỳ. Trong cái dưới thời của Bill Clinton. Và kể từ cái chuyến viếng thăm của Giang Trạch Dân tới Hoa Kỳ ở thập niên 90, thì coi như là Clinton đã có một cái mối giao hảo rất thân thiết với lại Trung Quốc cho tới bây giờ. Và lúc đó Bill Clinton lại thúc đẩy cái chương trình toàn cầu hóa để mà mở rộng thị trường cho các công ty của Hoa Kỳ. Và trong đó Trung Quốc lại được ưu đãi rất nhiều trong cái chương trình Tối Huệ Quốc. Tối Huệ Quốc là một cái chương trình giảm thuế cho mỗi một quốc gia và nó được duyệt xét theo từng năm. Và suốt 8 năm dưới thời Bill Clinton, mỗi một năm Trung Quốc đều được giảm thuế trong tất cả các mặt hàng của họ nhập vào Hoa Kỳ. Đó là chương trình Tối Huệ Quốc, tức là dành ưu đãi đặc biệt cho Trung Quốc. Đến năm 2001 dưới thời của Bush con, thì Trung Quốc đã chính thức gia nhập tổ chức WTO, tức là Tổ chức Mậu Dịch Thế Giới. Và bắt đầu từ cái giai đoạn này là nền kinh tế Trung Quốc giống như là gắn hỏa tiễn, bay rất nhanh. Họ đã thay đổi được một số cái tình hình kinh tế đỡ khổ, đỡ nghèo khổ hơn so với thập niên 70 và 80. Nhưng mà nó cũng chưa đến thập niên 90, nó cũng chỉ mới là một cái vùng đất mới. Có một số những nhà đầu tư của Âu Châu, Hoa Kỳ nhảy vào sớm, nhưng mà nó chưa phải là một cái vùng đất vàng. Cho tới khi mà Trung Quốc đã chính thức gia nhập WTO năm 2001, thì coi như là cái nền kinh tế Trung Quốc gần như chắp cánh bay rất nhanh. Thì suốt cái năm 2001, ông Bush con tập trung vào cái hồ sơ giải quyết cái an toàn năng lượng của đất nước Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến tại Trung Đông. Cộng thêm cuộc chiến Afghanistan là cuộc chiến bất ngờ về việc chống khủng bố. Coi như là suốt 8 năm của ông Bush gần như là bỏ ngỏ toàn bộ thị trường Á Châu và gần như là không để ý tới những chuyện Trung Quốc làm. Nhất là sau tháng 3 năm 2001. Lúc đó là chiến đấu cơ của Hoa Kỳ đã bị Trung Quốc bắn rơi ngay trên đảo Hải Nam và bắt giữ một số binh sĩ của Hoa Kỳ. Thì lúc đó chính quyền của Bush vừa đe dọa, vừa thương thảo để đạt được một cái thỏa thuận trả tự do cho tất cả các phi công của Hoa Kỳ. Thì kể từ đó, cho tới khi xảy ra 9/11, cho tới khi hết nhiệm kỳ của Bush còn, thì gần như là Trung Quốc thoải mái muốn sản xuất, muốn làm bất cứ cái gì. Và các công ty của Hoa Kỳ liên tục đổ vào Trung Quốc mở công ty. Họ đóng cửa công ty ở Hoa Kỳ, họ nhào qua Trung Quốc. Và nó xây dựng cái nền kinh tế Trung Quốc rất mạnh. Năm 2008, lúc mà Hoa Kỳ có cuộc bầu cử trở lại, thì cũng là cái năm mà nền kinh tế Hoa Kỳ bị khủng hoảng. Trong khi đó, nền kinh tế của Trung Quốc đã tăng trưởng tới 8%. Và bắt đầu từ năm 2009 dưới thời của Obama, kéo dài cho tới năm 2015. Trong suốt 6 năm này, nền kinh tế của Trung Quốc luôn đạt mức tăng trưởng 8%. Mạnh nhất thế giới. Và đến năm 2010 đó, là sau một năm mà... đến năm 2010 đó, là tức là Obama cầm quyền được từ 29-20 rồi đó, thì Trung Quốc chính thức qua mặt Nhật Bản.
trở thành nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới năm 2010. Và đồng thời cho tới năm 2012 thì Trung Quốc đã sử dụng cái thặng dư ngân sách của họ để thu mua trái phiếu của Hoa Kỳ và trở thành ông chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Và họ kéo dài cái tiến trình phát triển kinh tế này. Thì đến năm 2016 tình hình thay đổi, nhất là cuộc bầu cử Hoa Kỳ diễn ra và Đài Loan bà Thái Anh Văn thắng cử, thì tình hình đã xoay chiều cho tới năm 2017. Tới bây giờ thì tình hình các bạn đã biết, dưới thời của Tổng thống Trump tất cả tình hình đã thay đổi. Nền kinh tế Trung Quốc đã rớt xuống một cách thê thảm trước khi có đại dịch. Trước khi có đại dịch, theo báo cáo là 5.9%. Và bây giờ đại dịch tới thì nền kinh tế Trung Quốc cũng không tăng trưởng nổi trên 3% trong cái đại dịch này. Thì đây là những cái gì mà tôi tường trình lại cho mọi người thấy. Thì trong cái cuộc tường trình này, cái điều quan trọng của ông Mike Pompeo nhấn mạnh là 40 mấy năm trước, ai cũng nghĩ rằng thay đổi được Cộng sản Trung Quốc và dùng kinh tế chính sách mềm dẻo nương cho Trung Quốc. Nhưng kết quả ngày hôm nay, ông Mike Pompeo đã khẳng định là hoàn toàn sai lầm. Tất cả những lý luận mù quáng của thời điểm đó đã hoàn toàn sai lầm. Chúng ta đã xây dựng một nước Trung Quốc trở thành mạnh mẽ như ngày hôm nay là do chính chúng ta đã hỗ trợ cho Trung Quốc. Và bây giờ Trung Quốc quay ngược lại, bắt đầu đe dọa tới những quốc gia đã giúp cho Trung Quốc. Đó là lời của Mike Pompeo, cho thấy rằng là họ đánh giá sai lầm. Và chính cái kẻ được xem đối với người Việt Nam, ông ta là một kẻ gần như là tội đồ, Henry Kissinger. Henry Kissinger trong suốt một cái quá trình 40 mấy 50 năm qua là kẻ có quan hệ mật thiết nhất với chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng mà chính Henry Kissinger thời gian gần đây cũng phải xác nhận là cái chiến lược của ông Trump rất đúng. Không thể để cho Trung Quốc trỗi dậy trở thành một cái thế lực uy hiếp cả cộng đồng quốc tế lẫn Hoa Kỳ. Và ông đã phải thú nhận cái sự sai lầm của hơn 40 năm trước, khi mà ông ta đã sắp đặt cho cái cuộc gặp gỡ giữa Nixon và Mao Trạch Đông, mở con đường cho Trung Quốc bắt đầu có một cái hướng đi. Ông ta phải thú nhận cái sự sai lầm này của ông ta. Thì quý vị thấy rõ ràng, ông Pompeo nói không sai. Cái chiến lược của Tổng thống Trump rất đúng. Với Cộng sản không thể dùng thái độ mềm dẻo để thay đổi Cộng sản được, mà phải có cái sự gọi là cứng rắn. Khối Cộng sản Đông Âu sụp đổ là do dân chúng và giới công nhân của cái xã hội đó, họ đứng lên họ lật đổ toàn bộ khối Cộng sản ở Đông Âu. Chứ Đảng Cộng sản không tự mình thay đổi. Họ không hề tự mình thay đổi để đáp ứng cái nhu cầu của cộng đồng quốc tế và để hòa nhập chung với cộng đồng quốc tế. Thì bây giờ chúng ta thấy có một chế độ Cộng sản nào tự mình buông quyền lực ra để nhường lại cho người dân lên nắm quyền không? Không. Họ đều bị lật đổ bằng bạo lực, bằng những cuộc biểu tình. Chứ họ không hề có một cái thiện chí để mà lui cái quyền lực lại để nhường cho những cái thế lực, những cái những khuynh hướng chính trị khác có thể quản lý đất nước. Chính vì vậy, ông Mike Pompeo mới lên tiếng mạnh mẽ và kêu gọi người dân Trung Quốc là phải thay đổi chế độ Cộng sản. Bởi vì ông biết rõ, Cộng sản không tự mình thay đổi. Những gì Hoa Kỳ đang làm bây giờ là ngăn chặn cái sự bành trướng của Trung Quốc từ bên ngoài. Nhưng để mà có thể thay đổi được đất nước Trung Quốc và để lật đổ được cái chế độ Cộng sản tại Trung Quốc, thì duy nhất chỉ có người dân Trung Quốc làm được. Tất cả những cái tác động bên ngoài, những cái uy hiếp từ bên ngoài chưa chắc đã có thể khiến cho Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ hoàn toàn. Có thể làm cho họ suy yếu, có thể làm cho họ bị cô lập. Nhưng mà quyền lực của họ tại Trung Quốc vẫn còn, cho tới khi người dân lật đổ họ. Đây là cái ý nghĩa mà ông Mike Pompeo đã đưa ra. Tuy nhiên, đứng ở một cái góc cạnh mà chúng ta phân tích kỹ, thì lời nói của vị đại diện cho tiếng nói của Hoa Kỳ, tức là Ngoại trưởng. Nếu mà trong cương vị Ngoại trưởng, thông thường, nếu mà có một cái chính sách là vẫn còn làm việc chung với nhau, thì không bao giờ vị Ngoại trưởng Hoa Kỳ mà có những cái ngôn ngữ nặng nề. Lúc ngành ngoại giao, nhất là ngành ngoại giao, quý vị biết ngôn ngữ rất là khéo léo. Họ đã gọi là ngôn ngữ ngoại giao mà. Mà trong suốt mấy năm nay, ông Mike Pompeo đã liên tục
gọi là dùng những cái chữ ngôn ngữ nặng nề nhất để mà chỉ trích lên án Trung Quốc trong nhiều hồ sơ, trong nhiều vấn đề, kể cả vấn đề mới nhất là vấn đề của Hồng Kông và bây giờ đang nóng bỏng trong vấn đề của Tân Cương. Thì nội điểm này không đã thấy rõ ràng cái chính sách của Hoa Kỳ hoàn toàn đã thay đổi so với 40 năm trước. Và ai đó nghĩ rằng là ô hai bên làm dữ lên rồi cuối cùng đôi bên cũng sẽ chia tay, cũng sẽ thỏa hiệp với nhau để mà là để mà sinh tồn, để mà là đôi bên có lợi. No. Đó là cái suy nghĩ của những thế hệ, những cái thập niên trước. Chính xác. Nhưng khi mà Hoa Kỳ thay đổi chính sách là Hoa Kỳ nhận ra được cái tiềm năng đe dọa của Trung Quốc đối với cái quyền lợi của Hoa Kỳ, đối với các khu vực ở xung quanh ở Á Châu và đối với các đồng minh lẫn đối tác của Hoa Kỳ. Do đó, Trung Quốc đã không còn cửa để mà có thể gọi là bắt tay thỏa hiệp với Hoa Kỳ để tiếp tục cùng nhau có lợi cho nhân dân đôi bên, theo ngôn ngữ của Trung Quốc. Theo ngôn ngữ của Trung Quốc, rõ ràng điều này cho tất cả mọi người nhìn thấy là Hoa Kỳ đã thay đổi chính sách hoàn toàn. Dù mai này, Tổng thống Trump có hết nhiệm kỳ, Tổng thống Đảng Dân Chủ lên, thì đường hướng sử dụng cái phương pháp đối phó với Trung Quốc có thể mềm dẻo hơn. Nhưng mà họ sẽ không thay đổi chính sách với Bắc Kinh. Xem như Bắc Kinh là một kẻ thù của Hoa Kỳ. Và họ sẽ đặt vào cái vị trí của nước Nga. Trước đây nước Nga, lúc mà khi mà giao sinh, khi mà nước khối cộng sản của Nga Xô bắt đầu giải tán, sau khi mà ông Mikhail Gorbachev, ông tuyên bố giải tán và tổ chức bầu cử vân vân, rồi ông Boris Yeltsin lên làm tổng thống của Nga, thì lúc đó Hoa Kỳ vẫn còn giữ, mặc dù đã chuyển qua xã hội có bầu cử nha quý vị, thì nhưng mà vẫn đề phòng khối cộng sản, Hoa Kỳ vẫn giữ Nga là một cái quốc gia kẻ thù. Cho tới khi Putin lên, Putin có thể sử dụng tất cả những thái độ độc tài của ông ta chấn chỉnh nước Nga. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy rõ ràng Nga vẫn là kẻ thù của Hoa Kỳ. Do đó thay đổi một cái chính sách đã khó và giữ cái chính sách để mà tiếp tục duy trì đó cũng càng khó hơn. Do đó bây giờ Trung Quốc đã không còn cái cửa nào để có thể quay lại trước khi ông Trump lên nhiệm kỳ nữa. Họ chỉ còn có một con đường duy nhất, một là giải tán toàn bộ Đảng Cộng sản để Trung Quốc thay đổi cái xã hội. Hai là họ chờ người dân lật đổ, hoặc là có những cái thái độ gọi là hung hăng về quân sự, khiến cho Hoa Kỳ phải mở cuộc chiến sớm với Trung Quốc bằng quân sự. Thì lúc đó số mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ chấm dứt sớm hơn. Lời tuyên bố của ông Mike Pompeo đặt Trung Quốc vào thế kẻ thù không còn cách nào khác. Đó là một những gì mà nó xảy ra qua cái lời phát biểu của ông Mike Pompeo. Và tôi đã cho quý vị thấy lại toàn bộ bức tranh từ cái thời cũ cho tới bây giờ để quý vị hiểu rõ hơn. Đừng nghĩ rằng là 40 năm trước nó xảy ra thì 40 năm sau nó xảy ra. 40 năm sau cái suy nghĩ của người dân Hoa Kỳ đã khác. Cái suy nghĩ trong chính sách của Hoa Kỳ đã khác so với 40 năm trước. Ok các bạn, đó là cái đề tài đầu tiên ngày hôm nay. Một lát nữa Phong sẽ trở lại với cái đề tài thứ hai. Và trong đề tài thứ hai, không những Hoa Kỳ mà bây giờ tới phiên Liên hiệp Âu Châu cũng đã bị áp lực nặng nề và sẽ có những cái chính sách cứng rắn với Trung Quốc. Chuyện này như thế nào? Một lát nữa trong phần thứ hai, Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người. Mong tất cả mọi người đừng rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của Phong. Phong trở lại trong vòng 3 phút.